Chào cả nhà, hôm nay Thảo ghé chợ Mỹ Phú này cả nhà, ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, và ghé một cái quầy bánh dân gian của chị Liễu cả nhà. Cái quầy bánh này ở chợ Mỹ Phú nha cả nhà. Mọi người coi bánh nhiều ghê chứ à. Đây, trời bánh luôn này. Đó, toàn bộ bánh là chị làm hết đó cả nhà. Chị bán này, chị bán đồng giá hết 10 ngàn hả chị? Đồng giá hết 10 ngàn phần. Dạ, cứ 10 ngàn phần ở tại nhà. À, muốn ăn, mình muốn ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu. Anh ơi, giao đồ cho cậu đi. Chị Liệu bán bánh này chắc còn lâu rồi đó chị hả? 37 năm. Dạ, 37 năm ở trong chợ Mỹ Phú hả cả nhà? Chị bán chợ chợ Cao Lãnh. Dạ. Là 14 năm. Dạ. Bán chợ Mỹ Phú 15 năm. Xong mới về chợ Mỹ Phú này. Dạ. Chị bán 3 chợ đó. Quay mì này cả nhà. À, cái này là màu này là màu nghệ với lại màu gấc. Màu nghệ với gấc. Nói chung là Thảo đoán là nhìn vô là thấy là chị xài hình như màu là thiên nhiên hết đúng không chị? Đúng. Hoa lá thái cái dạ. Hoa trái hết á. Thì cái màu nó nhìn nó nhạt lắm. Tại vì mình giao nhà hàng là phải làm màu thực phẩm rau củ quả. Dạ. Vô nhà hàng ta sẽ test của nó. Dạ. Này bánh bò hay là tím? Bánh bò khoai lang màu tím này cả nhà, bánh với hồng cánh sen với màu trắng, ba màu. Có dịp đi về Cao Lãnh nữa cả nhà. Ngoài cái chợ Cao Lãnh thì còn có rất là nhiều loại bánh dân gian, thì ở đây Thảo còn phát hiện thêm ở chợ Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cũng có một cái quầy bánh dân gian của chị Liễu. Nói chung là bánh chị làm hết luôn cả nhà. Anh chị còn kêu nói Thảo có dịp thì về ghé về nhà để coi anh chị làm. Thường thường mấy cái bánh này là làm cũng vất vả, làm từ 1 giờ sáng cả nhà. Làm từ 1 giờ sáng đến 5 rưỡi sáng là anh chị dọn ra rồi đó. Bán ở một cái góc chợ Mỹ Phú. 5 rưỡi sáng là có bánh rồi đó cả nhà. Cái này là bánh bò này. Bánh bò nguyên hồi. Chắc không? Cái đó là bánh tằm. Tạm quay mì đem hộp đây đang em cân cho ta chị Năm ơi. Đây lẹ đi xuống giao đồ để hộp nó nè, để chị bọc mẹ con giáo với sở công an chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhẹ lắm chị. Nó nghe nè, tại nó nóng quá em để cái nó gãy một chút nè. Nó nóng quá em để gãy. Lấy hết này luôn nha. Qua đây, nước qua múc cho mẹ hai ba bịch nước cốt vô đó con. Có gì thêm không? Hai vậy đó. Ở đây thì 10.000 đồng giá 10.000 một hộp hết đó cả nhà. Mình thích ăn cái loại nào thì mình mua loại đó ha. Còn nóng luôn, bánh mới đồ luôn á. Nóng có tay đâu. Nóng như chết. Nóng. Nóng muốn xỉu luôn. Dạ. Trời ơi, ăn lớp luôn. Dạ. Cái này anh kêu cắt bánh cho bà mừng phải không? Thiệt, nóng quá, nóng không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Với lại chị đổ nó béo dữ lắm. Dạ. Lấy bánh này cho mừng chưa? Hả? Bánh này rồi nè. Cái này là bánh khoai môn này chị. Khoai môn. Dạ. Khoai môn. Khoai môn răng. Đẹp nha, màu tím. Cái nào cũng nóng muốn chết. Chị liệu làm xong cái sáng ra bán luôn chứ đâu có kịp chuẩn bị ở nhà ha. Làm xong rồi ra bán luôn. Dạ, làm xong ra bán luôn. Anh quay phim nè, chị liệu lên chặt tiền luôn. Cả nhà mà có dịp mà về Cao Lãnh thì mình ghé chờ Mỹ Phú ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp cả nhà. Cái ăn bánh của chị Liễu, nói chung là bánh quê ở miền Tây thì rất là rẻ, chỉ có 10.000 đồng một phần thôi. Nhưng mình muốn ăn 5 món bánh thì chỉ có 50.000 mà ăn rất ngay luôn á, một hộp bánh 10.000. Cả nhà có thể thấy á, Thảo quay hộp bánh 10.000 rất là to luôn á, rẻ lắm. 10.000 mà Sài Gòn mình mua chắc được 2 miếng bánh quá. Tại vì giá cả ở thành phố nó khác so với ở quê. Và một cái điều đặc biệt là bánh
bánh mới của chị á, thì mới ra lò bánh nóng hồi luôn cả nhà, không có bánh nguội nên mọi người ăn bánh ở đây rất là yên tâm đó. Ăn bánh nóng hồi cả nhà để thấy chị cắt bánh mà còn bọc tay luôn á, mới ra lò và đem ra bán luôn, chưa có kịp làm gì hết trơn luôn á, bánh mới luôn cả nhà. Chạy về lấy khoai đi anh, khoai chín rồi đó. Đây này cả nhà, một hộp bánh như vậy là 10.000 đó. Cả nhà thấy rẻ chưa? Giống như Thả thấy là khá là rẻ đó. Rẻ. Đó, như hộp bánh này cũng 10.000 nè. Hộp bánh chuối 10.000 nè. Bánh cuốn 5 cái 10.000 cả nhà. Bánh 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 hầm ngọt 10.000. Đó. Bánh khoai mì, bánh tằm khoai mì cũng 10.000. Đó. Bánh bò cũng 10.000, nói chung là 10.000 hết đó cả nhà. 10.000 đồng giá. Đồng giá 10.000 hết đây cả nhà. Mọi người coi hộp bánh ở quê rẻ ghê chưa? 10.000 một hộp vậy đó. Quá trời ngon luôn á. Này thì là bánh bò. Bánh đủ loại 10.000 cả nhà.